thiên thần hộ người trì giới. Trong xã hội hôm nay, các thiên tai nhân họa như địa chấn, sóng thần, thủy hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly tai nạn? Trong kinh Quán Đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y Tam Bảo, thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới, thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hằng hà sa số quyến thuộc, thảy đều ủng hộ người tu. Trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Di Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thể nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ. Sợ khi kiểm tra sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết. Ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn báo ứng hiện đời. Về nhà xem xong, dì thoát nhiên đại ngộ. Té ra trên đời này còn có Phật Pháp là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh. Không những khéo chữa trị thân tâm mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, dì Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, bắt đầu tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể dì ngày càng khỏe lại. Dì tu theo pháp Phật, đến năm thứ hai thì xảy ra một việc chẳng thấy ngờ. Chiều đó, dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên, vừa đi đến khúc quanh thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp tông thẳng vào dì Trần. Kỳ quái là xe tông vào dì rồi thì nó dồi ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét, rồi ầm một tiếng, cả xe lẫn người gây tai nạn rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Đứa cháu gái hoảng hốt vội nói, trời ơi, dì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà. Không, không sao hết. Dì Trần mỉm cười đáp, có lý nào như vậy được, con thấy rõ là xe tông dì mạnh tới mức mà nó bật ngược rồi răng xuống hồ mà. Thôi, để con đưa dì đi bệnh viện kiểm tra nha. Không sao, chẳng cần làm như vậy. Đương lúc hai dì cháu đang nói thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nộ khí xung thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, y đã hấp tấp chỉ vào mặt dì Trần quát, trời ơi, cái bà già này lụ cụ vừa thôi dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chết hay gì vậy? Đám đông bu quanh cũng nhao nhao lên tiếng trách mắng người đạp xe. Ông ta bị la đến nỗi cứng họng hết nói, đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ hồ, lôi cái xe lên. Mọi người vội khuyên dì Trần, trời ơi, dì phải đi bệnh viện khám ngay, chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh, khám chút cho an tâm, đề phòng rủi ro mà. Thế là dì Trần đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra, còn lại đều bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy, người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó, dì Trần thuật lại cho tôi nghe. Trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt chắn ngang bảo vệ. Nhờ vậy nên không có bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra. Tôi nói, con nghĩ là nhờ dì trì giới nghiêm ngặt, lại tịnh tiến tu theo pháp Phật, cho nên được Bồ Tát Di Đà hộ pháp đến giúp dì hóa giải tai nạn, đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho dì không bị thương đó. Quy lực Phật pháp quả không thể nghĩ tưởng. Người trì giới chuẩn mực trong lúc nguy ách sẽ được báo nặng, lãnh nhẹ, gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm, vì sao có người tinh tấn tu học Phật
mà vẫn bị tai nạn. Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này kiếp này họ đã tạo các ác nghiệp sát, trộm, dâm, vân vân. Thậm chí những ác nghiệp tạo từ vô thủy kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại. Nếu lấy trì giới làm gốc, tinh tấn tu, liền có thể hóa giải tai nạn hoặc tội nặng, trả nhẹ. Khi lãnh quả báo hay tai ương, phải hiểu là mình đang giải tuốt nghiệp quá khứ. Trong Kinh Kim Cang có câu: những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này, nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo, nhờ đời này bị khinh chê nên tội nghiệp đời trước ác được tiêu diệt. Thank you.